Julie xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, hôm nay là bản tin sáng thứ tư ngày 15 tháng 3 và mời quý vị cùng theo dõi những tin tức vừa được cập nhật. Mở đầu là thông tin Canadian Thai bắt đầu chương trình khách hàng thân thiết tính phí với giá là 89 đô cho một năm. Canadian Thai đã triển khai cấp đăng ký tính phí mới như một phần của chương trình khách hàng thân thiết với phần điểm thưởng mang tên Triangle Rewards. Nhà bán lẻ cho biết mức giá 89 đô một năm cộng với thuế là một bản nâng cấp cho chương trình phần thưởng điểm đã có hiện tại và sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Các khách hàng là thành viên khi mà trả tiền Triangle Secrets sẽ có thể kiếm được City Money nhanh hơn thông qua phần thưởng, có thể xếp chồng lên nhau khi mua hàng đủ điều kiện tại các cửa hàng của công ty, bao gồm Canadian Thai, Mars, Checks, Sport Express và Party City. Khách hàng thành viên cũng sẽ nhận được quà tặng chào mừng trị giá 50 đô và các đặc quyền mua sắm trực tuyến cùng thời gian giới hạn, ghi danh 6 tháng cho dịch vụ phát trực tuyến Crave. Và trong một năm mà khách hàng chi tiêu, chương trình Triangle Secrets sẽ mang đến cho người Canada một cách mới để tiết kiệm tiền, kiếm được nhiều phần thưởng hơn cho các giao dịch mua hàng hàng ngày của họ. Đây là những lời chia sẻ của Jason, phó giám đốc cấp cao về lòng trung thành và hiểu biết khách hàng tại Canada cho biết. Bản thử nghiệm beta của Triangle Secrets cho thấy thu nhập gia tăng trung bình hàng năm của thành viên thông qua tiền thưởng dành riêng cho một số lựa chọn cao hơn gấp 3 lần phí mà họ đã trả khi ghi danh để trở thành thành viên. Các chương trình phần thưởng ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà bán lẻ trong những năm gần đây như một cách để tạo theo dõi dữ liệu của khách hàng và khuyến khích lòng trung thành. Trong khi nhiều cửa hàng đã tung ra các chương trình khách hàng thân thiết trong những năm gần đây, như một số ít cung cấp mô hình ghi danh dựa trên phí. Ví dụ như Amazon Prime đã có mặt tại Canada từ năm 2013, cung cấp các lợi ích như giao hàng trong vòng 1 đến 2 ngày và quyền truy cập vào Prime Video. Giá hiện tại là 9,99 đô mỗi tháng hoặc là 99 đô ghi danh một năm. Vào năm 2019, thì Indigo cũng đã triển khai chương trình đăng ký Plum Plus dành cho các thành viên trung thành, giảm giá 10% cho hầu hết các sản phẩm và giao hàng miễn phí, ngoài quyền truy cập VIP vào các chương trình khuyến mãi với chi phí hàng năm là 39 đô. Điều đó đã chạy song song với một phiên bản miễn phí của chương trình cung cấp ít đặc quyền hơn. Và chính hành động này diễn ra sau khi mà lớp Law đã giới thiệu chương trình PC Optimum Insider vào năm trước và sau đó chương trình này đã tăng từ 99 đô chi phí hàng năm ban đầu lên tới 119 đô. Chuyên gia bán lẻ Lisa Hutchinson đã cho biết các chương trình phần thưởng cho phép các công ty tìm hiểu về thói quen mua sắm của khách hàng để đổi lấy các đặc quyền. Tuy nhiên, thì cô cũng đặt ra câu hỏi về khoản phí liên quan đến chương trình của Canadian Tide. Cô ấy dự đoán sự tiếp thu sẽ bị giới hạn ở một nhóm người được chọn, những người xác định phần thưởng bổ sung đáng giá 89 đô hàng năm. Đối với một số người mua sắm nhất định, tôi nghĩ nó sẽ đáng giá 89 đô, nhưng mà tôi nghĩ mọi người sẽ tính toán và nói cái này có thực sự đáng với tôi hay không. Và cô ấy lưu ý là một phần của mô hình Triangle Secrets thì tối đa 12 đô phí vận chuyển cho mỗi đơn hàng sẽ được hoàn trả bằng City Money cho 5 lần mua hàng giao hàng tận nhà đầu tiên cho các khách hàng thành viên của Canadian Tire và tôi nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ điều đó bởi vì các nhà bán lẻ khác nếu bạn có ghi danh hoặc là họ có thông tin về bạn trong danh sách gửi thư của họ như một phần của một số loại chương trình thì nó thường không giới hạn như nhà bán lẻ có tên là Bruce Winder cho biết chương trình này có khả năng sẽ củng cố được lòng trung thành với nhiều thương hiệu từ khách hàng hơn đặc biệt là Canadian Thai và nó tạo ra động lực thích hợp để mua sắm ở đó và nếu là bạn một trong những khách hàng của họ và bạn trả phí bạn sẽ cảm thấy mình thực sự nên mua sắm ở đó trước tiên khi nghĩ đến việc mua sắm và ông ca ngợi thời điểm của chương trình và gợi ý rằng khách hàng có thể hưởng lợi từ giá trị lớn hơn khi Canada có khả năng rơi vào suy thoái như hiện nay. Và ông Winder cũng lưu ý rằng Triangle Secrets cung cấp sự hấp dẫn vì nó liên quan đến các hoạt động trực tuyến của họ để giúp cho Canadian Thai có thể cạnh tranh hơn với Amazon. Còn quý vị, quý vị nghĩ như thế nào? Liệu 89 đô có xứng đáng một năm cho các quyền lợi ở Canadian Thai hay không? Mời quý vị hãy chia sẻ phần bên dưới bình luận để cho bạn tin hấp dẫn hơn. Cảm ơn quý vị. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tối yến Canada 514 996 6679. Quebec bổ sung thêm 350 trạm xe điện chặt xe trên toàn tỉnh. Chính phủ Quebec đang đầu tư gần 60 triệu đô để tăng 30% mạng lưới trạm sạc xe điện công cộng. Bộ trưởng Môi trường có tên là Penos Charest đã cho biết trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 3 rằng 367 trạm sạc mới sẽ sẵn sàng tại 131 địa điểm trên toàn tỉnh và họ sẽ là một phần của Hydro Quebec. Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch của tỉnh về một nền kinh tế xanh hơn vào năm 2030, bao gồm việc sẽ có 1,6 triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm đó. Chính quyền phe cũng ước tính rằng với việc bổ sung các trạm sạc mới thì gần 40% trạm sạc xe điện của Canada sẽ nằm trong tỉnh này. Quebec hiện có sẵn 1.200 trạm sạc xe công cộng. Thông báo được đưa ra khi mà ông Charles đang tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về giao thông điện và thông minh ở Montréal. Hội nghị sẽ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay 15 tháng 3. và cũng liên quan đến hãng xe điện lớn nhất thế giới Tesla khai thác các đối tác châu Á để có thể giải quyết các vấn đề về pin 4680. Đây là thời điểm khủng hoảng tại Tesla Inc. nơi mà Elon Musk đang tìm cách để giải mã tạo ra những loại pin rẻ hơn và tốt hơn. Nhà sản xuất xe điện đang tuyển dụng các nhà cung cấp vật liệu Trung Quốc và Hàn Quốc để có thể giúp giảm chi phí và tăng cường năng lượng cho các tế bào pin mới nhất của mình ngay cả khi công ty đang phải vật lộn với các vấn đề về hiệu suất và sản lượng liên quan đến pin đã làm trì hoãn việc ra mắt Cybertruck trong tương lai. Tesla đã khai thác Nimbo New Engineer và Jura Dosan Precision Manufacturer của Trung Quốc để có thể giúp cắt giảm chi phí vật liệu khi họ tăng cường sản xuất 4.680 pin ở Hoa Kỳ, theo các nguồn tin giấu tên cho biết. Các chi tiết của những sắp xếp này đã không được báo cáo trước đây. Nếu nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Austin, Texas, có thể tìm ra hiệu suất và quy trình gấp khúc cũng như là đáp ứng các mục tiêu về sản xuất đầy tham vọng của mình, thì 4680 cuối cùng có thể là máu chốt thay vì điểm nghẽn trong giấc mơ chế tạo 20 triệu xe mỗi năm của CEO Elon Musk vào năm 2030. Cả Tesla và Elon Musk đều không thể đưa ra bình luận. Là một phần trong nỗ lực của mình, Tesla cũng đã ký một thỏa thuận với công ty LNF của Hàn Quốc để cung cấp caros Niken cao có thể làm tăng mật độ năng lượng của 4680 pin của họ trong những nguồn tin cho biết. Hai trong số các nguồn tin cũng nói thêm, nhà sản xuất ô tô này đã đặt mục tiêu căn bản về sản lượng của chính mình với 4680 từ LG Energy Solution của Hàn Quốc và Panasonic của Nhật Bản, một chính sách bảo hiểm để có thể bảo đảm về sản lượng trong tương lai. LG và Panasonic dự kiến sẽ cung cấp pin cho Cybertruck trong một nguồn tin cho biết. Elon Musk nói với các nhà đầu tư vào tháng 3 về tình trạng thiếu pin đồng nghĩa với việc các nhà máy ngừng hoạt động. Pin mới dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự ra mắt vào cuối năm nay của Cybertruck bằng thép không gỉ. Sắc xảo, mẫu xe mới đầu tiên của công ty trong hơn 3 năm. Tesla cũng đã xem xét ba tùy chọn pin để có thể bảo đảm rằng việc ra mắt không bị trì hoãn một lần nữa. 2170 pin nhỏ hơn được sử dụng rộng rãi trong các mẫu xe của Tesla khác. 4680 là pin và tế bào lithium iron phosphate rẻ hơn, nhưng mà nhà sản xuất xe điện ưu tiên đợi cho đến khi mà 4680 pin sẵn sàng. Thông tin chi tiết về chiến lược pin của Cybertruck của Tesla bao gồm việc sử dụng 4680 và xem xét các tùy chọn khác chưa được báo cáo. Vào năm 2022, Elon Musk cho biết ông không mong đợi pin 4680 sẽ là yếu tố hạn chế đối với Cybertruck trong bất kỳ một thứ gì khác. Pin 4680 do Tesla thiết kế được đặt theo kích thước bên ngoài đường kính 46 mm dài 80 mm rất quan trọng đối với các hoạt động về sản xuất trong tương lai. Và các nguồn tin nói thêm Tesla dự định sản xuất các phiên bản tại các nhà máy ở Texas, California, Nevada và Berlin để sử dụng cho các loại xe từ Model Y e đến Cybertruck. Nhưng Tesla vẫn đang vật lộn để có thể đẩy mạnh được làn sóng sản xuất đầu tiên và Elon Musk thừa nhận tại những ngày đầu tư của Tesla vào ngày 1 tháng 3, đây là khó khăn. Bất chấp những vấn đề trước mắt thì một số nhà phân tích vẫn lạc quan, Tesla sẽ giải quyết được những vấn đề này. Mặc dù rủi ro thực thi vẫn còn và nhiều chi tiết chưa được biết, thì tác động của Tesla đối với ngành công nghiệp pin toàn cầu vẫn có thể bị đánh giá thấp. Lần đầu tiên, Elon Musk công bố loại pin mới vào ngày pin tháng 9 năm 2020. Tại sự kiện đó, thì ông đã hứa giảm 50% chi phí pin thông qua một loạt các cải tiến. Từ kích thước pin lớn hơn đến quy trình phụ điện cực khô mới có thể giảm đáng kể về kích thước và chi phí của một nhà sản xuất pin, đồng thời tăng hiệu suất của tế bào pin. Sự chậm chế lặp đi lặp lại trong công việc chuyển pin mới từ giai đoạn nguyên mẫu ban đầu sang sản xuất quy mô lớn cũng đã đẩy lùi việc giới thiệu CyberTruck được chờ đợi đã lâu, cũng như được thiết kế để tận dụng sự cải thiện tiềm năng của pin về mật độ năng lượng và công suất, những tiến bộ chưa từng có và chưa từng hiện thực, nhưng đã mất thời gian để các nhà cung cấp đẩy mạnh sản xuất. Các pin 4680, thế hệ đầu tiên của Tesla được chế tạo tại nhà máy Fremont, California đã không đạt được mục tiêu về mật độ năng lượng, những người liên quan cho biết. Các nguồn tin cũng nói thêm nhà sản xuất ô tô cho đến nay có thể phụ khô cực dương cực điện âm nhưng vẫn gặp vấn đề về việc phụ khô cực âm nơi dự kiến sẽ đạt được mức tăng đáng kể. Elon Musk và các giám đốc điều hành của công ty trong nỗ lực của Tesla nhằm tăng cường sản xuất quy trình sơn khô cho đến nay chỉ tạo ra đủ pin cho khoảng 50.000 xe mỗi năm. Vào năm 2020, Elon Musk cho biết Tesla có đủ pin 4680 công suất nội bộ để có thể cung cấp 1,3 triệu chiếc Model Y. Trong khi các giám đốc điều hành cho biết có vẻ như Tesla sẽ có thể tăng sản lượng 4680 lên gấp 5 lần vào cuối năm nay. Và họ đang đặt cược vào Tesla để thúc đẩy quá nhiều pin trong năm nay, đó cũng là một vấn đề không tốt và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều gì sẽ tới Tesla vào cuối năm nay. Chuyển sang một thông tin trên thế giới, thưa quý vị, khi máy bay không người lái của Mỹ bị chiến đấu cơ của Nga chặn và lao xuống Biển Đen, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn và va chạm cánh quạt của máy bay không người lái giám sát MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ vào ngày 14 tháng 3, khiến cho nó lao xuống Biển Đen. Đây là sự cố đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hơn một năm trước. Tư lệnh đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, tướng quân của quân đội Hoa Kỳ đã thông báo về việc này cho các đồng minh NATO và sự việc đã bị Nhà Trắng cũng như Lầu Năm Góc lên án gây gắt, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang. Hai máy bay phản lực Su-27 của Nga đã thực hiện điều mà quân đội Hoa Kỳ mô tả là đánh chặn liều lĩnh máy bay không người lái do thám của Hoa Kỳ trước khi một trong số chúng va chạm vào nhau. Quân đội Mỹ cho biết, nhiều lần trước khi va chạm, các máy bay chiến đấu của Nga đã đổ nhiên liệu lên chiếc MQ-9, có thể là cố gắng làm mù hoặc là làm hỏng nó và bay về phía trước máy bay không người lái trong một động tác không an toàn. Trên thực tế, hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp này của người Nga đã xuất khiến cả hai máy bay gặp nạn, không có bình luận ngay lập tức từ Moscow. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vụ việc xảy ra sau một kiểu hành vi nguy hiểm của các phi công Nga hoạt động gần các máy bay do Hoa Kỳ và các đồng minh điều khiển, bao gồm cả trên biển Đen, biển Đen nằm giữa châu Âu và châu Á, giáp với Nga và Ukraine cùng các quốc gia khác. Tuy nhiên, tòa Ba đốc cho biết vụ bắn rơi máy bay không người lái là duy nhất và sẽ được nêu ra trực tiếp với Moscow. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia tòa Ba đốc đã nói Bộ Ngoại giao sẽ nói chuyện trực tiếp với những người đồng cấp Nga và bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về vụ đánh chặn không an toàn và thiếu chuyên nghiệp này. Và trong khi đó, thưa quý vị, thống đốc bang Florida, ông DeSantis phản đối Hoa Kỳ vướng sâu hơn vào xung đột Ukraine. Thống đốc DeSantis, ngôi sao đăng lên của đảng Cộng hòa cho rằng tham gia sâu vào xung đột giữa Nga và Ukraine không mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích quốc gia sống còn, nhưng vướng sâu vào tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Ukraine không phải là một trong số đó. Đây là những tuyên bố vào ngày 13 tháng 3. Ông DeSantis đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng hàng đầu có thể cạnh tranh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để giành vé đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống năm 2024. Phát biểu của thống đốc DeSantis gây chú ý khi ông gọi xung đột Ukraine là tranh chấp lãnh thổ giữa Kiev và Moskva. Chính quyền tổng thống Biden gần như là viết tấm sách trắng cho cuộc xung đột này. Đến khi nào còn cần thiết mà không có mục tiêu hay trách nhiệm giải trình rõ ràng nào khiến đất nước bị sao nhãn khỏi những thách thức cấp bách nhất? Những người Mỹ cũng có quyền biết hàng tỷ đô la tiền thuế đang được sử dụng như thế nào ở Ukraine. Ông DeSantis đã nói, cũng như cho rằng Mỹ không nên viện trợ các loại vũ khí cho phép Ukraine tấn công qua lãnh thổ Nga như tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa, bởi nó sẽ khiến cho nguy cơ hai cường quốc hạt nhân tiến gần ngưỡng xung đột hơn. Tổng đốc DeSantis và cựu Tổng thống Donald Trump có nhiều khác biệt về phong cách chính trị, nhưng ngày càng thể hiện điểm chung trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Giới quan sát cho rằng, cuộc đua tiềm năng giữa ông Trump và DeSantis có thể sẽ khiến cho chính quyền tổng thống Ukraine Zelensky lo lắng bởi nếu như bất kỳ ai trong hai người chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nguồn viện trợ cho Kiev nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm đáng kể. Quay trở lại với chính quyền tổng thống Biden, đã viện trợ cho quân sự của Ukraine hàng tỷ đô la cùng với việc tập hợp các đồng minh quốc tế làm tương tự, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy Người dân Hoa Kỳ đang giảm dần thái độ ủng hộ với các gói viện trợ liên tục của chính quyền Biden dành cho Ukraine khi chiến sự kéo dài sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bình luận mới nhất của ông DeSantis thể hiện quan điểm giống Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ông McCarthy cũng từng nhiều lần cảnh báo Washington sẽ không viết xét trắng để hỗ trợ cho khiếp mà không có sự giám sát chặt chẽ. Đây dường như cũng là quan điểm chung của đa số những người ủng hộ cựu tổng thống Trump tại Hạ viện, hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Và theo khảo sát gần đây thì tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã giảm so với mùa xuân năm ngoái và thể hiện rõ nhất trong nhóm các đảng viên Cộng hòa, từ 53% vào tháng 5 năm 2022 xuống chỉ còn 39% vào tháng 1 năm 2023. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679 Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trong ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada.